Lô, chào mừng một triệu anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV Chúc tất cả anh em một ngày thật là vui vẻ nè Và hôm nay mình lại trở về cái con game cực kỳ xa xưa Và cũng làm lên tên tuổi của mình Và không làm lên những gì xa xôi và cao cả Chỉ làm lên những cái clip mà mình vô bia và đi cắn trộm thôi các anh em Và không biết anh em đã vào công việc của mình chưa Hay là đang còn nghỉ Tết Nhưng mà ở quê mình thì vào công việc rất là sớm nghỉ tết thì nó muộn nhưng mà vào thì rất là sớm nha các anh em mình mùng 2 mình đã đi làm rồi không biết anh em đã có làm chưa thì ở dưới quê thì các anh em biết mùng 1 cũng có người làm luôn xuyên suốt hôm nay mình sẽ vào review chia sẻ cho các anh em đã comment và hỏi là cái con nhân vật sum này có được chơi ở cái mu review hay không và chơi sum nó có khỏe hay không thì uh, nhiều comment, nhiều inbox nó đã chơi và mình đã tình cờ vô tình mình quên đi và hồi trước giờ mình chưa lên sóng em sum này. Cái tên con gái mà tên sumo thì nó quải đạn các anh em ạ. À. Tên mà tên sumo tướng người ta thon thả đẹp như gì mà các anh em lại đặt tên là sumo thì ngay vào luôn vào cái vấn đề chính là mình sẽ review, chia sẻ cho các anh em lối chơi cơ bản khi mới đầu chơi con sum. Khi mà mình mới đầu tạo được nhân vật sum thì các anh em đã có được ba cái skill để cho các anh em xài khi mà nó lợi thế hơn những class khác là vừa tạo nhân vật xong là có thể dùng được ba bốn skill liên tục không phải như những class khác mà phải đánh thường đâu nó dùng hẳn luôn skill nên đó là một lợi thế và một điểm cộng cho những em nào chơi sum chơi sum ở giai đoạn đầu vì là farm rất là nhanh và đây là điển hình cho các tất cả các anh em đây không phải là mình không review hoặc là mình không chơi sum mình vẫn chơi sum bình thường nha nhưng mà mình không có đồ vì là mình đú theo chen đó là đắt kin và đắt lót thì hai nhân vật đó người ta rất ưa chuộng nên mình làm những cái clip nào chủ yếu về đắt kin hoặc là đắt lót để cho những anh em vào tham khảo còn những nhân vật này á thì mình từ từ mình cũng sẽ làm cho nó chọn bộ combo nha các anh em khi chơi sum thì các anh em phan hả cộng các cột ở trên ví dụ là g anh ghi hay là vít các kiểu mà các anh em hãy cộng cho mình e nè e trước vì khi cộng được E này trước là các em sẽ dùng được những xì kiêu trắng phái của em Sum Giúp cho em máy là pha một cách cực kỳ nhanh nhất có thể Mình sẽ review cho các em xem là cái set đồ của mình đang dùng nha Vì là em máy bên phái nữ nên mình chọn bộ trang bị là màu hồng cánh sen các em à Nhìn vô là biết là nữ tính liền chứ không có nam tính ở đây nha Thì các em thấy là mình đang xài một set full cho em máy Đây full thôi nha full S chứ không phải là full socket nha các em mình sẽ vào cho tất cả các anh em xem đây đó một bộ đồ màu hồng gắt hợp với em sum luôn và mình xin nhắn mạnh lại nếu mà có đồ ngang với magit thì magit ở lại với vị trí là phàm quái chứ không có nhắc tới bk nha các anh em còn nếu mà bk thì nó cũng là có tầm luôn chứ không phải là không chơi được ở cái con game review view mu này vì là mỗi class là nó sẽ cân bằng với nhau cân bằng về cách bo in cộng điểm và cân bằng về lượng đồ khi mà bên kia người ta có quá trời đồ khủng mà bên mình chỉ xài một bộ set shop thì các anh em thậm chí là thẹp đi chứ đừng có cường cường nó quánh là bỏ bú nha và tiếp theo là mình sẽ cho các anh em xem bộ dây chuyền full của mình đó thì, mình nói chung là đồ này là đồ là muốn quýt của mình rồi hô mà đồ socket nữa thì khó lắm các anh em đây, mình chỉ mới được dùng cây gậy là cây gậy shop có 13 đây. Còn cái win đó thì mình mua tới chỉ số là tới 5k DVbon. Các anh thấy ngán chưa? 5k DVbon là đó là những cái thông tin cơ bản của mình Gửi tới tất cả các anh em nè. Đây mình sẽ vào mình farm cho các anh em thấy nè. Đây mình sẽ bút lên nè khi các anh em mới vào là sẽ tận hưởng được những cái skill cơ bản nè những cái bút cơ bản này các anh em farm quái cực kỳ nhanh cực kỳ mau luôn các anh em thấy không đây mình sẽ vào build cho các anh em xem mình đã cộng đây nhanh nhẹn cho máy là 13 k nè và năng lượng là 16 k khi mà các anh em đã đạt cái ngưỡng được là năng lượng tầm 7k trở lên đánh cho nó đừng hao mana nữa thì các anh em hãy dồn thẳng vào anh ghi cho mình tầm khoảng 15 đến 17k đảo lợi thì các anh em kết bãi rất rất là tuyệt vời luôn chừng nữa mình sẽ làm một clip mình đi kết bãi được là những anh magic mà ba bốn anh như chùm lên cái mình sẽ kết bãi nha còn cái video này á thì mình chia sẻ thông tin để cho các anh em xem và biết là cái lối cộng điểm của sum đi cha in farm quái thì các anh em hãy cộng cho mình là 17 đến 15 k đảo lại phần anh ghi còn otg uh, thì các anh em dùng tầm khoảng cho mình là từ 2 đến 3 k còn uh, vít thì không cần cộng đâu bằng một set đồ vô rồi là cái lượng hp của mình khá là cao rồi còn năng lượng thì các anh em đã cho full cho mình khi mà bk thì các anh em có thể sửa điểm ra nha còn như vậy thì các anh em farm nó rất là mau kit bãi rất là tốt luôn Đắt lót dư đắt kin nó không có tuổi luôn à Chỉ có anh đắt quay hoặc là anh magit anh mới vô trụ nổi được với mình thôi Nếu mà kit bãi thì mấy anh kia anh không có kit lại đâu các anh em Ngang tầm là kit không lại mình nha các anh em Nói có sách và mắt có chứng mình lại đây mình kit cho cái anh magit này ảnh ở đây là anh trắng tay luôn nha các anh em Mình ở đây mình sẽ kit nha mình sẽ bật lên những cái kinh nghiệm đó cho các anh em xem là kinh nghiệm của mình nó sẽ lên liên tục các anh em thấy không? Cái kinh nghiệm của mình nó sẽ lên liên tục nó sẽ không chống nó chỉ xen vô những cái phần là tin nhắn thôi chứ mình lại mình kết bãi với tầm của mình là khoảng 15 đến 17 lần gì xét đó là rất rất là nhanh luôn Nói chung các anh em có thể thích class nào chơi class đó và hầu như là hơi thiệt thòi là vậy class này mình mới đưa lên sóng lần đầu tiên vì là nó trôi tin nhắn cái thứ nhất là cái thứ hai á là mình đú theo trên là mình chỉ làm đắt kim với đắt lót thôi nên những anh em nào mà nhắn tin comment mình chơi gì clash sum á thì thông cảm cho mình nha một phần lớn nữa là mình chưa có đồ nên lên sóng mà cởi chuồng á thì nó lạnh lắm anh em ạ à. nên mình sẽ kiếm một bộ đồ cho em bé hợp tình hợp lý và hợp thời điểm mình sẽ lên sóng cho tất cả các anh em xem và biết luôn và đây là một cái con game đi view mu các anh em có thể tải là qua đường anh goi thì lên trên sơi Play và ios các anh em có thể lên trên app Store gọi chữ là đi view mu thì nó sẽ ra hết nha hai cái đường anh và ios đều tải được và trong đây các anh em có thể mua bán giao dịch rất là dễ dàng luôn vì trên group người ta có để là một cái đội ngũ AD chống hết chống bốn chân các kiểu các anh em muốn mua bán gì hãy giao dịch qua trung gian mà lựa trung gian quy tín hả qua nha nhiều khi một người mà nó làm ra hai ba ạt để mà nói trung gian thì cái em dễ bị lừa vì là nhiều người nhắn tin nói ừ sao ông này ông quy tính ông úp bài trên gấp mà sao bị lừa là một số anh em hôm nay comment lấy lại đồ mà thật sự luôn bên mu lót á thì mình có thể là mình nhờ mò lấy ra được còn bên đây á là mình coi như là mình không biết luôn nha cái em bên đây là mình gà như một con vịt luôn mình không có thể nhờ lấy đồ lại được nha nên các anh em thông cảm nha và đó là những phần thông tin cơ bản cho tất cả các anh em chơi vị Sum được thoải mái nhẹ nhàng nhất và mình xin nhấn mạnh lại một điều nữa là cứ thích chị class nào thì chơi gì class đó mình chơi gì đam mê mình chơi về cái tuổi thơ của mình chứ không phải là mình đú theo chen phải cho gì class của mình khỏe nhất mạnh nhất và đại trà nhất các anh em thấy không server mình lúc nào cũng đầy đủ điện nước hết tại vì siêu nhân điện quang nó phủ khắp toàn cầu nên các anh em cứ việc thích cái chỗ nào thì chơi chỗ nấy và mình có thể tạo cho mình một ạt mà tới năm nhân vật được các anh em có thể trải nghiệm từ nhân vật một cho tới nhân vật năm thì vừa cách công điểm nè vừa xào trẻ đồ Nè, quà và vừa trang trí ạc mình cho đẹp nha và video giới thiệu dị sum đầu tiên tại con game mu review của mình dành tặng cho tất cả các anh em sẽ xin tạm kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha lần sau mình sẽ đi làm clip kết bãi Quà bk để cho các anh em xem là sum không đồ nó sẽ đi bk như thế nào bye bye